Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thủ. Tập 26. Báo chí đã đăng tin khắp nơi rồi xin hả? Lần trước thì em đi vào rừng để săn bắt thú rừng quý hiếm. Lần này thì em đã dính vào băng đảng săn bắt trái phép. Chúng không biết đâu. Chúng có thông tin thật thì chúng đã để tên em lên trên báo rồi. Chỉ cần nhắc đến tên viết tắt, công ty cũng tổn hại rồi. Vậy thì sao chứ? Em có thể cấm nhà báo viết bài được chắc? Đúng, em không thể cấm nhà báo được. Nhưng em không nên dính vào chuyện làm ăn này ngay từ đầu. Gì chứ? Đừng nói là anh tin tờ báo này đó nha. Anh nghĩ là mình không ngu tới mức mà không biết người đứng sau bọn chúng là ai. Chúng ta nói chuyện này nhiều lần rồi, và em cũng đã hứa rằng không dính tới chuyện này nữa. Nhưng mà lần này mọi chuyện đã đi quá xa để có thể kiểm soát được rồi. Em nên bán cổ phần của cậu cho anh. Anh đang dọa em đó hả? Anh làm gì sự sống sót của công ty? Khi nào chứng cứ dẫn trực tiếp tới em, công ty sẽ bị thiệt hại theo, cả danh tiếng công ty và cả anh nữa. Em thử nghĩ đi. Em không bán, bởi vì em đã có người chống lưng cho em rồi. Rất vui được gặp cô Anjani. Chào ông Wissarut. Rất vui được gặp anh Xỉn Hả. Lần trước gặp nhau tôi vẫn còn bị mê hoặc vì lời tiên tri của cô gái xinh đẹp đây. Rảnh rỗi, tôi muốn cô coi thử tương lai của tôi một cách thật chi tiết nha. Vì tôi cảm thấy gần đây tôi không may mắn cho lắm. Có khi cô Anjani có thể giúp cho tôi một lời khuyên để mà tôi có thể thoát khỏi vận xui này, có được không? Anh có chắc là muốn nghe sự thật không? Người như tôi đây chắc chắn chấp nhận mà. Anh nghe rõ đây. Nghiệp chướng của anh sinh ra từ việc anh sát hại động vật hoang dã. Anh sắp gặp rắc rối với các cổ đông của mình rồi. Và không lâu nữa, anh sẽ trả giá cho tội lỗi mình đã gây ra. Cô đây đang theo dõi tin tức về tôi đó hả? À, cho tôi xin lỗi nha cô Anjani. Nhưng mà tôi nghĩ cô đã đoán nhầm rồi. Tôi không biết những gì cô vừa mới nói. Được. Chà, thôi đi. Tôi xin phép đi trước đây.
Thưa ngài, tôi xin phép. Vào đi. Ông Wissarut và cô Anjani nói rất muốn gặp ông, giờ đang đợi bên ngoài. Anjani. Để tôi chuẩn bị đồ uống và bánh ngọt nha. Không cần đâu, cô trở lại làm việc đi. Dạ được. Có gì tôi sẽ gọi. Dạ. Xin lỗi ông rất nhiều nha, vì đã đường đột tới gặp ông như thế này. Nhưng mà Anjani xin tôi đưa cô bé tới gặp ông cho bằng được đó mà. Nếu tôi có thể giúp cô, tôi sẵn lòng. Ông có chắc sẵn lòng giúp chứ? Tôi sẵn lòng và rất vinh hạnh. Đặc biệt là những gì cô cần tôi giúp, nó có liên quan tới nghiệp chướng mà tôi cần phải giải trừ từ muôn kiếp trước, để cô ấy có thể được giải thoát khỏi sự hận thù và khổ đau đã đeo bám cô ấy ngần ấy năm. Nếu vậy thì thật tốt. Hôm qua chúng tôi tới là vì Anjani có chuyện quan trọng cần ông giúp, cho nên bây giờ tôi đưa cô ấy đến đây. Thấy ông thích làm việc thiện nguyện cho nên cô ấy muốn bàn công việc với ông đó mà. Tôi biết được dự án bảo vệ động vật mà chú Quý Sa Rút đang tham gia thực hiện. Tôi cũng muốn giúp, nên tôi muốn mang những đồ giá trị tới bán cho ngài. Đặc biệt là món này. Nếu ngài thấy thì ngài sẽ thích. Viên hồng ngọc máu này là được tạo ra khi quốc vương Inthavong của vương quốc Y Tha Kệ xinh đẹp đã ra lệnh cho quân lính bắt và thiêu sống nữ thần sắn một cách rất dã man. Cô ấy không đấu lại nên đã đau đớn bò trở lại vào hang rắn. Nhưng trước khi linh hồn của cô ấy bị phong ấn và bị giam giữ trong bức tường, cô ấy đã phải thủ quyết cùng với viên hồng ngọc máu này đây. Ta không phải là con người, nếu thả ở đi, đất nước sẽ gặp thảm họa, người dân sẽ gặp vận hạn. Hãy nhận lấy đi. Tôi... Chẳng phải chính ông đã nói ông sẵn lòng làm tất cả mọi việc để cho ăn giao qua đi được giải thoát khỏi sự thù hận và khổ đau sao? Nếu ông nếm trải mùi vị của sự đau đớn này, ta sẽ tha thứ tất cả lỗi lầm của ông. Oh, wow.
Ông chú Kiệt. Nghiệp chướng ông đã gây ra trong quá khứ, và đây chính là báo ứng của ông tại kiếp này. Quốc Dương im lặng không. Trước khi em gửi đi thì phải đưa chị để chị kiểm tra lần cuối đó. Xin chào cậu xã rác. Chào mọi người. Ba tôi ở trên lầu phải không? Dạ ở trên lầu. Nhưng mà bây giờ người ấy đang bận tiếp khách rồi. Ai gì? Ba. Ba ơi. Ba sao vậy hả ba? Ba có sao không? Ba à? Có ai ở dưới không? Ba lên đây đi, nhanh lên, gọi cấp cứu nhanh lên. Gọi cấp cứu nhanh lên đi. Dạ được, dạ được. Nhanh lên. Ba ơi, ba. Ba ơi. Cô đã làm gì ba của tôi vậy? Ba ơi, cứu em với ba ơi. Khoa cấp cứu. Ba ơi. Anh ơi, giờ anh đã bình an rồi. Anh đang ở trong bệnh viện đó. Cô ta tới. Đời chúng ta trả giá cho nghiệp chướng mà chúng ta đã gây ra. Cô ta là ai vậy anh? Nữ thần. Đó chính là nữ thần rắn. Ta sẽ tha thứ cho các ngươi trừ khi những kẻ kiếp xưa đã hãm hại ta sẽ phải trả hết nghiệp cho ta. Nữ thần rắn muốn con trả giá cho những gì con đã gây ra cho người. Mình phải tìm ra căn nguyên của chuyện này để nghiệp con nhẹ bớt đi. Luyện để tăng thêm sức mạnh, và người đang ban phước cho chúng ta cùng với tùy tùng. Nữ thần à, người thật sự rất tốt với chúng thần đó.
Đây là cái gì vậy thầy không? Đây chính là nữ thần rắn đó. Nữ thần rắn hả? Nó tới đây để đòi lại tài sản của nó. Thầy pháp hèn hả? Thầy không. Ngươi nghĩ là mua phép quen của ngươi sẽ làm được gì ta sao? Đừng giết tôi, đừng giết tôi mà. Tôi xin cô, đừng giết tôi. Đừng. Người là nữ thần rắn.